Chuyên gia dinh dưỡng mách 5 loại nước người có thai tuyệt đối không nên uống. Bổ sung nước, nâng cao sức đề kháng là việc nên làm đối với tất cả các bà bầu. Tuy nhiên, một số loại nước các bà bầu nên tránh xa để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé yêu. Mùa hè, thời tiết nóng nực, cơ thể mất nước nhiều. Vì thế, việc bổ sung nước đối với cơ thể là vô cùng cần thiết, đặc biệt là đối với bà bầu. Tuy nhiên, một số loại nước các bà bầu không nên sử dụng vì nó dễ gây bệnh và không tốt cho sức khỏe của cả mẹ và bé. Dưới đây là tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Ninh, Phó Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam. Thứ nhất, chúng ta cùng tìm hiểu những loại nước nào thì bà bầu nên tránh xa. Thực ra bà bầu có thể uống được hầu hết các loại nước giải nhiệt mùa hè, đặc biệt là các loại nước sinh tố, trái cây từ rau quả đều rất tốt. Tuy nhiên, cũng như tất cả các loại đồ ăn thức uống khác, bà bầu chỉ nên uống các loại nước giải nhiệt với lượng vừa phải vì cái gì nhiều quá cũng không tốt. Một số đồ uống giải nhiệt bà bầu nên tránh vào mùa hè như: thứ nhất là nước chưa đun sôi. Bà bầu tuyệt đối không nên uống nước chưa được đun sôi, bởi trong nước chưa đun sôi có thể có nhiều vi khuẩn chưa bị tiêu diệt, nên rất dễ có thể gây ra các bệnh về tiêu chảy hoặc các bệnh truyền nhiễm khác. Thứ hai là nước có caffeine. Các loại đồ uống như cà phê, rượu, bia, chè thường có chất caffeine, dù ở lượng ít hay nhiều. Caffeine có thể nhanh chóng ảnh hưởng xấu đến thai nhi qua nhau thai. Theo nghiên cứu thử nghiệm ở động vật, caffeine có thể gây ra hở vòm miệng, dị tật ngón chân và bàn chân, nứt đốt sống hoặc không có hàm, không có mắt, không có đầy đủ hóa xương, thậm chí là chậm phát triển tăng trưởng. Vậy nên khi mang bầu, chú ý không nên uống quá nhiều loại nước này, dù là của nhãn hàng nào. Thứ ba là trà đặc. Bình thường trong trà có chứa caffeine và tannin, một chất làm cho trà có vị chát. Trong quá trình mang thai, trà đặc ảnh hưởng không tốt tới sự phát triển xương của thai nhi. Hơn nữa, axit tannic trong trà cũng cản trở hấp thụ sắt, dẫn đến thiếu máu trong thời kỳ mang thai. Thứ tư là nước có ga. Chất phốt phát có trong nước giải khát có ga khi vào ruột kết hợp với sắt trong thực phẩm sẽ tạo ra chất không mong muốn cho cơ thể con người. Phụ nữ mang thai uống nhiều nước ngọt cũng có thể làm mất một số chất sắt gây ra thiếu máu. Thứ năm là đồ uống lạnh. Đồ uống lạnh có thể làm co thắt đường tiêu hóa, thiếu máu, đau bụng, đầy hơi và khó tiêu. Thứ nước uống này rất nhạy cảm với bào thai vì nó kích thích lạnh tới bào thai, làm cho bào thai không ổn định. Tiếp theo, chúng ta cùng nghiên cứu về việc uống nước ép dứa thì có bị sợ sảy thai hay không. Hiện nay có một số ý kiến cho rằng uống nước ép dứa có thể dẫn đến nguy cơ bị sảy thai. Về vấn đề này, Phó Giáo sư Nguyễn Xuân Ninh cho rằng trong dứa có chứa bromelain, một chất có thể gây co bóp tử cung và từ đó gây ra chuyện sảy thai. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh ăn dứa hay uống dứa có thể gây sảy thai. Lượng bromelain trong một quả dứa không ảnh hưởng đến thai kỳ của bạn. Trên thực tế, để tạo ra ảnh hưởng đến thai kỳ, các bà bầu phải ăn từ 7 đến 10 trái dứa cùng một lúc và điều này hầu như không thể xảy ra. Tuy vậy, cũng không nên ăn hay uống quá nhiều nước dứa, bởi theo y học cổ truyền, dứa là loại trái cây có tính nóng trong 3 tháng đầu thai kỳ. Nếu bạn bị nghén nhiều như nôn, ợ nóng thì nên hạn chế ăn hoặc uống nước dứa. Đối với một số loại nước khác mà các bà bầu hay sử dụng như nước dứa, nước mía, Phó Giáo sư Ninh khuyên không nên uống nhiều vào buổi tối, bởi nước dứa, nước mía có thể gây lạnh bụng, đầy hơi và khó ngủ. Đồng thời cũng không nên uống nước mía thay cho nước lọc vì có thể làm tăng nguy cơ tiểu đường thai kỳ. Ngoài ra, các bà bầu không nên uống nước ép quá nhiều, không nên bảo quản lượng nước dư trong tủ lạnh, bởi đây là loại nước có lượng đường cao, dễ tạo ra môi trường thuận lợi cho vi sinh vật gây bệnh phát triển, có thể gây rối loạn tiêu hóa. Ngoài ra, bà bầu đi ngoài trời nắng nóng cũng không nên uống ngay nước mía quá lạnh vì dễ bị bệnh viêm họng, cảm cúm và sốt.